Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử Thúy Nga, bà trùm quyền lực Paris By Night và cuộc hôn nhân muộn với MC Thanh Bạch. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và để lại ý kiến của riêng mình ở phần bình luận nhé. Thời gian vừa qua, đời tư của các nghệ sĩ Thanh Bạch, Xuân Hương, Thúy Nga được nhiều người chú ý sau khi vợ cũ của MC Thanh Bạch phơi bày nhiều chuyện trong quá khứ. Khán giả luôn tò mò về 9 lần đám cưới của MC Thanh Bạch và Thúy Nga. Vậy thì bà trùm, Thúy Nga là ai? Vừa qua khán giả tròn xoe khi nghệ sĩ Xuân Hương, vợ cũ của MC Thanh Bạch đã lên tiếng kể về đời tư của chị khi chị đang còn là vợ của MC đình đám Thanh Bạch. Theo đó, những chia sẻ của Xuân Hương đã gây ra không ít sóng gió trên mạng xã hội. Bà Thúy hay còn gọi là cô Thúy, Thúy Nga, bà trùm Thúy Nga từng là vợ của ông Tô Văn Lai. Trước đây hai người từng lập một hãng sản xuất băng đĩa ca nhạc ở Sài Gòn vào năm 1972. Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975, họ ở lại Sài Gòn. Đến năm 1976, họ sang Paris Pháp sinh sống. Lúc đầu, ông Lai đi bơm xăng, bà Thúy mở một cửa hàng băng đĩa trong con ngõ nhỏ ở Paris và sinh nhai bằng việc in sang các băng đĩa cũ một cách thủ công để đem đi bán, rồi từ từ tự sản xuất các chương trình ca nhạc. Lúc đầu các chương trình Paris By Night được sản xuất và phát hành tại Paris chỉ là các vở diễn tuồng, cải lương, sau đó mới dần phát triển thành những chương trình ca nhạc kịch múa tổng hợp như hiện nay. Nói là quyền lực vì người phụ nữ này có thể phù phép một người vô danh trở thành nổi tiếng bằng một chương trình. Rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia vào chương trình nghệ thuật của bà Thúy Nga, để tên tuổi được quảng bá nhanh chóng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, bằng những băng đĩa được phát hành. Tuy nhiên, trước khi trở thành bà trùm của trung tâm Thúy Nga, bà cũng từng có quãng thời gian gây dựng sự nghiệp hết sức khó khăn, cơ cực. Năm 1975, bà Nga cùng chồng sang Pháp sinh sống. Cả hai mở lại một cửa hàng băng đĩa nhỏ trong ngõ hẹp ở Paris, sinh nhai bằng việc in sang các băng đĩa cũ sang băng cassette một cách thủ công, rồi kiên nhẫn phát hành cho cộng đồng người Việt tại đây. Thời điểm này đời sống của bà và gia đình tương đối khó khăn. Chồng bà phải đi làm nhân viên bơm xăng cho một cây xăng ở địa phương. Tuy vậy Thúy Nga vẫn say mê nghiệp âm nhạc, ôm mộng xây một hãng băng đĩa lớn nên làm mọi việc để thực hiện giấc mơ này. Dần dần, cửa hàng của Thúy Nga tự sản xuất các chương trình ca nhạc. Lúc đó các chương trình Paris By Night được sản xuất và phát hành tại Paris, nội dung là những tuồng cải lương, sau đó mới dần phát triển thành những chương trình ca nhạc kịch múa tổng hợp, như được biết sau này. Hai vợ chồng đã tích góp, trong vòng 5 năm mới đủ tiền làm băng video Paris By Night đầu tiên, và băng thứ hai sau đó 3 năm. Sản phẩm thành công nhất của bà Nga là loạt chương trình ca nhạc Paris By Night. Paris được ghi nhận trong tên của chương trình vì chính đó là nơi khởi lập đưa Thúy Nga lên con đường thành công rực rỡ. Loạt chương trình mang tên bà đã đưa tên tuổi trung tâm này đi khắp cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Paris By Night là một chương trình theo thể loại đại nhạc hội bao gồm hầu hết các thể loại tân nhạc, nhạc vàng, cổ nhạc, múa, sau bổ túc thêm hài kịch, phóng sự, nhạc chủ đề. Hai MC nổi tiếng và đã gắn bó lâu năm với chương trình là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hiện tại, bà Nga được xem như nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại. Tuy các băng đĩa của Thúy Nga hiếm khi được phép lưu hành chính thức, nhưng lượng băng đĩa lậu của trung tâm này được tuồn ra và tiêu thụ ở Việt Nam hàng năm rất lớn. Thúy Nga chính là công ty mẹ của chương trình ca nhạc rất thành công có tên Paris By Night và Paris Pháp chính là nơi khởi lập và thành công rực rỡ ban đầu của công ty Thúy Nga Productions. Ngày nay, Paris By Night là một chương trình ca nhạc tạp kỹ bao gồm hầu hết các thể loại như nhạc nhẹ, nhạc cổ truyền, múa, hài kịch. Hai MC nổi tiếng và đã gắn bó lâu năm với chương trình là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thỉnh thoảng bà Thúy có về Việt Nam tham gia các hoạt động, và đặc biệt là hình ảnh bà trùm Paris By Night thân thiết bên cạnh MC Thanh Bạch trong một chương trình vào cuối năm 2015. Ngay sau đó, hàng loạt tin đồn về đám cưới giữa MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga đã gây xôn xao công chúng. Tuy nhiên, Thanh Bạch đã xác nhận lại thông tin rằng, đó chỉ là một đám cưới giả với mục đích lấy tiền quyên góp làm từ thiện. Đến năm 2016, cả hai bất ngờ tổ chức đám cưới đến 9 lần, và khẳng định sẽ còn tổ chức nhiều lần hơn trong tương lai. Sau 3 năm chung sống, Thúy Nga và Thanh Bạch thoải mái xuất hiện tay trong tay, tình tứ tại các sự kiện. Khi nói chuyện với người chồng nổi tiếng kém tuổi hơn, bà trùm làng giải trí Việt gọi mình, xưng em rất ngọt ngào. Từ ngày gắn kết với Thanh Bạch, Thúy Nga mua khu đất ở Long Thành, Đồng Nai, xây dựng khu biệt thự vườn để làm nơi nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè trong mỗi lần về Việt Nam. Căn biệt thự khang trang rộng 10.000 m2 từng là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng, như sinh nhật MC Thanh Bạch hay đám cưới của cặp đôi. Chia sẻ tin về đám cưới, MC Thanh Bạch cho hay, tôi là một người nghệ sĩ nên có tâm hồn phong phú, có đời sống nhiều màu sắc.
việc tổ chức nhiều lần đám cưới cũng không có điều nào cả. Có những đám cưới chỉ là cuộc vui, là dịp gặp gỡ của bạn bè hai bên thôi. Đám cưới nghệ thuật khác với đám cưới thông thường. Chúng tôi sẽ còn tổ chức thêm nhiều đám cưới khác để giúp đỡ người nghèo. MC Thanh Bạch tâm sự thêm, tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Các bạn trẻ thấy vậy chụp hình đăng trên mạng xã hội chứ chúng tôi không hề muốn khoe, vì hạnh phúc riêng giữ càng kín càng tốt. Thúy Nga cũng cho biết, vì cùng làm nghệ thuật nên tôi và Thanh Bạch hiểu và đồng cảm với nhau. Chúng tôi là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình, vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy, không như thường tình, mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Năm 2016, bà trùm bay nửa vòng trái đất, từ Mỹ về Việt Nam, huy động hàng chục người để trang trí khu vườn rộng lớn của mình, mất 3 ngày đêm để tổ chức sinh nhật linh đình cho MC Thanh Bạch. Bà trùm đình đám kỹ tính trong từng việc nhỏ như lựa chọn đồ ăn trong bữa tiệc, trang trí căn biệt thự bằng loạt ảnh của Thanh Bạch. Bà hóm hỉnh nói với ông xã, mình ơi, em là người nổi tiếng với danh hiệu đệ nhất chiều chồng đó. Đáp lại, Thanh Bạch cũng ngọt ngào, Thúy là số 1 rồi. Sau 3 năm tuyên bố cưới xin, cặp đôi nổi tiếng vẫn chung sống hạnh phúc bên nhau, dù theo cách mà nhiều người vẫn cảm thấy khó hiểu. Thúy Nga chia sẻ, thật ra, Thanh Bạch Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình. Vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy, không như thường tình, mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Tháng 7 năm 2016, đám cưới của họ diễn ra trong sự tò mò, háo hức của giới giải trí lẫn công chúng. Không chỉ một, họ tổ chức tới 10 lần, kéo dài đến tận tháng 12 năm 2019. Theo MC Thanh Bạch, sở dĩ họ phải làm đám cưới nhiều lần như vậy là để quyên góp tiền, ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Người dẫn chương trình tên tuổi còn cho rằng, đó cũng là cách lan tỏa niềm vui đến với mọi người. Những bộ váy cưới lộng lẫy, độc nhất vô nhị của bà trùm Thúy Nga cũng là đề tài gây bàn tán. Không gian xa hoa, tiệc cưới linh đình trải dài suốt 3 năm, có lẽ đây là điều chỉ có Thanh Bạch và Thúy Nga làm được ở Việt Nam. Việc quyết định kết hôn với người vợ hơn mình tận 16 tuổi từng khiến MC Thanh Bạch chịu nhiều lời dị nghị. Thế nhưng, ông vẫn luôn bỏ ngoài tai. Tiết lộ về chuyện tình đặc biệt này, MC Thanh Bạch từng bật mí, cả hai chẳng ai tán tỉnh ai, tự nên duyên. Việc chúng tôi làm không ảnh hưởng xấu hay tổn thương đến bất kỳ ai, thì không có việc gì phải ngại. Những ai đi dự đám cưới sẽ có cái nhìn khác, và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau, chứ không phải là một sự tính toán. Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua danh tiếng của mình để đi đến nơi chỉ có hai người, MC Thanh Bạch nói. Sau khi kết hôn, MC Thanh Bạch cùng Thúy Nga về ở chung tại căn biệt phủ rộng 10.000m² ở Long Thành, Đồng Nai. Nơi đây được thiết kế hoành tráng, có nhiều phòng đơn dành riêng cho khách. Xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, trang bị tiện nghi, an ninh đảm bảo từng chân tơ kẽ tóc. Hôn nhân của họ cũng có một số lùm xùm xảy ra, điển hình là nghi vấn cặp đôi đường ai nấy đi vì MC Thanh Bạch muốn thế chỗ Nguyễn Ngọc Ngạn trong trung tâm ca nhạc của vợ. Thời điểm đó, bà trùm Thúy Nga lần đầu ra mặt vì chồng, tuyên bố ngắn gọn, thật ra Thanh Bạch Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình. Vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy, không như thường tình, mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Năm 2020, Thanh Bạch có lần hiếm hoi kể về Thúy Nga trên sóng truyền hình. Ông cho biết, vợ mình nhìn mặt khá nghiêm nghị nên nhiều người sợ. Thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Tất nhiên, vẫn phải có một chút duyên nợ, thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy, người dẫn chương trình này chia sẻ. Hiện tại, cặp đôi này vẫn sống rất kín tiếng. MC Thanh Bạch còn xuất hiện trên truyền hình, trong khi đó vợ ông lại rất hiếm khi lộ diện. Cho đến tận bây giờ, MC Thanh Bạch vẫn chưa bao giờ đăng hình cùng bà trùm Thúy Nga lên trang cá nhân. Chuyện đời tư của ông được giữ rất kín. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và đón theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.